Truyện tranh Truyện cổ nước Nam tập 39 Hài thứ 1 Con đẻ con nuôi. Ở một làng kia có một người rất giàu có. Hắn giàu nhờ sự gian ngoa của hắn. Ở cái làng này không ai khôn ngoan hơn ta, nhờ vậy ta mới làm giàu trên mảnh đất này. Ha ha ha. Một hôm hắn mua một bè gỗ tốt. Đưa bè gỗ này về nhà ta, ta sẽ trả tiền xứng đáng. Bè gỗ được đưa về nhà hắn, hắn lại bảo: dầm sâu xuống nước cho tôi. Thế là người nhà của hắn và ông lái gỗ cùng dìm những khối gỗ đó xuống nước. Ồ, nặng quá, khó khăn thật. Một mình tôi làm sao lấy lên được ngần ấy gỗ? Thế thì về đi, cho dù anh có đông người đi nữa cũng không lấy lại được đâu. Gỗ của tôi ông không mua được giá thì tôi lấy lại. Này anh kia, tôi đã trả tiền gỗ cho anh rồi thì gỗ mới nằm dưới ao nhà tôi chứ. Ha ha. Ôi, ông này ông nói gì? Tôi chưa nhận của ông một đồng, sao ông lại nói vậy? Đấy, ta nói thế đấy. Còn chú mày, ai tin chú mày chứ? Làng xã sẽ còng đầu mi về cái tội nói ngoa. Xem đây, này gia nhân đâu, lên cả đây. Dạ ông gọi chúng con. Này, có phải chính mắt các người đã nhìn thấy ta đưa tiền gỗ cho tên này rồi phải không? Dạ phải ạ. Có phải hắn đã lấy 50 lạng bạc tiền gỗ rồi phải không? Dạ đúng ạ. Đó, thấy chưa, còn anh, ai là người làm chứng cho nhà anh chứ hả? Ha ha ha. Trời ơi, chết tôi rồi. Đây, cầm lấy 10 lạng bạc này, có còn hơn không? Trời ơi, bây giờ ai tin ta kia chứ? Sao mà mình ngu quá để nó lừa? Thế đấy, đó là một trong các cách lừa đảo làm ăn tàn nhẫn của hắn từ trước tới nay. Ha ha, ai ngu thì ráng chịu. Ha ha, ta còn nhiều mánh khóe để làm giàu lắm. Nhờ vậy ta qua mặt các tên nhà giàu như chơi. Ha ha. 4 tháng sau, hắn trò vớt bè gỗ lên. Ta sẽ làm một tòa nhà đẹp nhất vùng này. Ha ha. Thật vậy, ròng rã nhiều tháng trời, ngôi nhà rất đẹp đã xong. Cột to, chạm trổ trang hoàng lộng lẫy. Cuộc sống của tên nhà giàu ấy cứ tiếp tục bằng sự lừa lọc, màn trá, càng lúc hắn càng giàu lên. Một ngày nọ có một người bạn đến chơi nhà hắn. Ồ, lâu quá bác mới ghé tôi, bận bịu lắm bác ạ. Ái chà, nhà cửa sang trọng quá, tôi nghe đồn quả không sai. Toàn gỗ quý đấy bác ạ. Vậy à? Muốn cho gỗ bền tôi phải ngâm dưới nước hàng 4-5 tháng đấy. Ồ, bác kỹ thế à? Nhưng... như vậy thì mới khỏi bị mối một ăn đấy bác ạ. Bác cho rằng gỗ ngâm nước 4-5 tháng đã nhiều à? Chứ sao? Tôi nói thật, cho dù bác có dìm gỗ nước đến 100 năm, nó vẫn còn mọt đấy. Bác nói gì lạ thế? Bác chưa rõ thì tôi xin nói cho bác nghe. Vâng, bác hãy nói. Có thứ một dìm xuống nước chết, lại có thứ một dìm xuống nước không chết. Sao kỳ vậy? Tôi không hiểu một nào mà ghê thế. Bác ạ, lại còn có thứ một đốt cháy chết, nhưng lại có thứ một đốt cháy cũng không chết. Trời đất, bộ nó mình đồng da sắt sao? Bác biết không, thứ một dìm chết đốt chết là thứ một thường tình ở cây gỗ. Còn sao? Bác cứ nói nốt cho tôi nghe đi nào. Trời ơi, ngôi nhà của tôi. Còn thứ một dìm chẳng chết đốt chẳng cháy ấy, nó vô cùng nguy hiểm. Bác ạ, thứ một dìm không chết đốt không cháy là thứ một ở trong bụng. Bác nói trong bụng mà bụng nào? Bụng của con người bác ạ. Người nhà giàu há hốc miệng.
Bác không biết thứ một trong bụng là loài một thàm ấy sao? Tôi chưa hiểu. Một tham là thấy người ta có trầu béo, có mẫu ruộng tốt là tìm cách lừa đảo, cướp của người để làm của riêng cho mình. Khi giàu có lên rồi mới có tiền, có bạc mua gỗ làm nhà cửa. Người giàu chớp mắt, sắc mặt đỏ bừng. Nhưng bác ạ, nhà cửa đó sẽ không thể bền lâu được đâu. Vì trước đây mình là một đục khoét của người ta, rồi thì lại có người khác sẽ làm một đục của mình. Bụng mình có một thì nhà mình cũng sẽ có một. Bác cứ suy ngẫm xem nào. Người kia vẫn cứ thồn mặt ra. Bác thấy đó, thứ một như thế thì diêm làm sao chết, đốt làm sao cháy được. Tôi hiểu rồi bác ạ. Cảm ơn bác hôm nay đã ghé chơi. Vâng, cảm ơn, tôi hiểu ý bác rồi. Nhờ có bác này tôi đã tỉnh ngộ. Từ nay tôi hứa sẽ sống tốt hơn, không tái phạm những việc xấu tôi đã làm vừa qua. Bác ạ, bác đã nghe ra, cái nghĩa bạn bè là quý, phải giúp nhau để thấy rõ việc sai trái. Tôi nghe người ta đồn đãi mãi tiếng xấu về bác, chịu không được tôi mới đến đây. Tôi xin nghe lời bác. Này, bác đã nghe ra tôi rất mừng và xin cáo biệt. Rồi từ đó người ấy sống rất đàng hoàng, không tham lam lừa lọc người khác nữa. Không những người nhà giàu đó bỏ tánh tham lam gian xảo, mà ông ta còn biết giúp đỡ mọi người. Ông ta còn bỏ rất nhiều tiền để đền bù cho những người đã bị ông ta lừa. Đây, tôi trả thêm cho bác 40 quan, vậy là đủ 50 quan cho cái bè gỗ lúc trước nhé. Con đẻ con nuôi. Tại một ngôi làng trù phú kia, có một người chủ điền tên là Chép. Nhờ biết tằn tiện lại siêng năng nên vợ chồng ông rất khá giả. Thế nhưng tôi với bà thật vô phúc, không có một đứa con nói giỏi. Bà ạ, mình không còn bà con họ hàng, lại không còn cái, mình nên xin một đứa con nuôi cho đỡ hiu quạnh. Phải đó, để sau này còn có người cai quản nữa chứ. Nghĩ sao làm vậy, hai ông bà tìm xin một đứa nhỏ độ 2 tuổi về làm con. Thằng bé này kháu đó. Họ rất cưng chiều đứa bé như là con ruột của họ. Đứa bé lớn dần. Cho đến một ngày kia, ông à, tôi thấy trong người tôi tự nhiên rất khác lạ. Tôi nghi. Sao, bà nghi gì? Tôi chắc tôi có thai rồi. Thật à, ba? Vâng, tôi có thai ông ạ. Vậy là trời còn thương tôi với bà. Cảm ơn trời Phật. Sau đó bà sinh được một cậu con trai. Từ đó trong nhà rất vui vẻ với sự có mặt của hai cậu con trai. Không ngờ mình có hai đứa con. Như vậy là nhà mình có phước đó. Tôi cũng nghĩ vậy. Tụi nó có anh có em, cùng coi sóc nhà cửa ruộng vườn. Đến khi hai anh em khôn lớn, người con nuôi tỏ ra rất tinh khôn. Còn người con ruột tính tình lại hiền hậu, thật thà. Rồi ông bà Chép lần lượt qua đời. Ồ, cha mẹ mất rồi, cũng may họ chưa nói gì đến việc chia của, thuận lợi cho mình đây. Người anh liền gọi em đến. Này, chú là em tôi, chú lại là con nuôi của cha mẹ nên tôi chia cho chú 5 con ruộng, còn lại bao nhiêu là của tôi, vì tôi là con trưởng, lại là con ruột của cha mẹ. Tôi phải thờ phụng nên tôi được nắm giữ tất cả đồ đạc trong nhà. Người em thấy anh nuôi trở mặt tức lắm. Anh nói sao? Anh mới là con nuôi của cha mẹ chứ. Chú được sinh về sau, khi có tôi còn cái gì? Người em tức lắm nhưng đành ôm hận. Trời ơi, số mình thật không may. Mình không còn ai là bà con, họ hàng thân thích thì ai chịu làm chứng. Thế là người em đành chịu thua, ra về. Nhưng mình không thể để người ta chiếm hết đất đai của cha mẹ mình được.
mình còn phải có nhà hương quả cho cha mẹ để thờ phụng cha mẹ nữa chứ. Nghĩ như vậy, người em bèn lặn lội lên huyện xin quan xứ Kiền. Quan cho mời cả hai anh em đến công đường. Sao, các người là anh em một nhà, sao lại đem nhau thưa kiện là thế nào? Người em uất ức thưa liền: Dạ bẩm quan, anh ấy là anh con, nhưng chỉ là con nuôi thôi. Thế mà anh ta dành hết tài sản của cha mẹ con để lại. Bẩm quan, nó là em con, nó được cha mẹ sinh về sau khi đẻ con ra. Còn cuối xuyên quan, đèn trời soi xét cho, đáng lẽ ra phận con là con ruột thì phải được phần hơn, anh ấy tranh hết cả phần con, thật là oan ức cho con. Quan nghe ai cũng tranh mình là con ruột nên chưa biết xử thế nào. Thôi được, hai người tạm hãy lui. Lính đầu dọn một căn phòng cho hai anh em họ. Dạ, tuân lệnh. Ta cho phép hai anh em người ở lại đây trong khi chờ ta xét xử. Dạ, chúng con đội ơn quan. Cả hai lui về căn phòng quan huyện dành sẵn, ai cũng tức tối. Đến bữa cơm, quan sai người dọn cơm cho hai anh em ăn cùng một mâm. Trong mâm đã có sẵn hai đôi đũa để lộn đầu lộn đuôi. Cả hai anh em cùng ngồi vào mâm cơm. Quan lén đứng nơi kín đáo quan sát. Người em khi ngồi lên mâm, cầm đũa so đầu cẩn thận rồi mới ăn. Còn người anh hấp tấp, chẳng xem trước xem sau, cầm lấy đũa gấp luôn. Đứng nấp chỗ kín, quan nghĩ bụng: thằng biết so đũa ra đó là thằng biết ăn ở tươm tất, chắc là con đẻ. Còn thằng kia không cần nhìn đến đũa, gấp lấy gấp để là đứa tham tàn, chắc là con nuôi rồi. Nhưng quan vẫn chưa dám kết luận, khoan đã, ta phải xem xét chúng tiếp. Chiều đến, quan sai dọn một mâm cơm khác và vẫn để anh em họ ăn chung. Mời hai anh dùng cơm. Trong mâm có hai đĩa cá, một đĩa là một con cá chép to, ngon lành. Đĩa cá kia chỉ là mấy thứ cá vụn nhỏ. Quan lại đứng nơi kiến đáo quan sát hai anh em họ ăn cơm. Người em chỉ thò đũa vào đĩa cá kho vụn vặt, ăn uống nhỏ nhẹ. Còn người anh cứ vọc vào đĩa cá chép, ăn cho đến hết thì mới thôi. Quan ngạc nhiên lắm nhưng cũng để bụng chờ tới ngày ra công đường. Hôm đó tại công đường, hai anh em nhà người nghe ta hỏi phải trả lời cho thật. Bẩm quan, chúng con xin nghe. Người nào là anh đâu? Dạ bẩm quan, con là anh, và là con ruột của cha mẹ con. Người có nói thật không? Dạ con nói thật ạ. Được, nếu người nói dối để cướp gia tài của người ta thì người chớ trách. Dạ con xin thề là con nói thật. Được, vậy ta thấy các người ăn cơm, trên mâm có hai đĩa cá mà mỗi người ăn một đĩa là sao hả? Mi là em hắn à? Vậy mi trả lời đi. Dạ bẩm lạy quan lớn, xưa nay con vẫn kiêng ăn thứ cá ấy ạ. Vì sao người lại phải kiêng thứ cá ấy? Cá nào mà chẳng là cá chứ? Dạ bẩm quan, vì tên tục của cha con là chép nên con không ăn cá chép ạ. Quan gật gù: À, ra thế. Thế thì đã rõ. Còn tên kia, tại sao tên tục của cha người mà người không kiêng cử như nó chứ? Hắn ú ớ nín thinh: Dạ bẩm quan, con... Quan quát lên: Láo, người láo thật, mạo nhận con ruột để cướp của người ta, to gan. Vậy các người hãy nghe ta phán xử, sự việc đã rõ ràng. Quan chỉ vào người em và nói: Ta tuyên bố đây mới là con ruột của người chủ điền. Còn tên kia đã không biết ơn người ta cưu mang nuôi dưỡng mà còn manh tâm sang đoạt hết tài sản. Vậy ta trả lại tất cả tài sản cho em người, ngươi có thuận lòng chăng? Và bấm qua đến nước này con xin giao trả lại hết. Còn người ta sẽ đánh cho người 100 hèo với cái tội gian manh, ngoan cố và tống cổ người ra khỏi làng này.
Ôi bẩm quan, dù sao tôi cũng là con của cha mẹ tôi, xin hãy xét lại. Ngươi là người phụ ân bội nghĩa, còn xin xỏ gì nữa? Lúc đó người em vội vàng lên tiếng. Dạ bẩm quan lớn, xin ngài bớt giận. Sao, anh còn muốn gì? Ta đã xử đúng luật, đã làm sáng tỏ vấn đề cho anh rồi. Dạ bẩm quan, dù sao đó cũng là anh con, dù không cùng cha mẹ đẻ ra, nhưng anh ấy đã cùng con sống với cha mẹ từ nhỏ đến lớn, không máu mủ cũng là tình nghĩa anh em từ bé. Thế người muốn gì? Nói mau đi. Dạ xin quan lớn tha tội cho anh ấy, có lẽ anh đã biết lỗi. Đó, người thấy em người chưa? Con người ta có tình có nghĩa, còn ngươi? Dạ, dạ bẩm quan, con biết lỗi và hối hận lắm. Sau đó hắn đến trước mặt người em. Anh xin chú hãy tha lỗi cho anh xin trả lại chú hết và sẽ ra đi. Không, em không muốn anh đi đâu cả, hãy ở lại, em chỉ muốn xin lại ngôi nhà của cha mẹ để thờ phụng mẹ cha thôi. Nói với anh xong, người em quay sang quan. Dạ bẩm quan, tôi xin tự nguyện chia đôi gia tài của cha mẹ cho anh em tôi. Ồ không chú, tôi không dám. Quan lên tiếng. Thôi được, nghe đây, trước đây hắn chia cho người những gì? Dạ anh ấy chia cho con 5 công đất. Ha ha, 5 công đất, được lắm. Vậy theo lời người xin, ta tha tội cho hắn và đuổi cổ hắn ra chỗ 5 công đất của người đang ở. Còn người hãy trở về nhà cha mẹ mình, như vậy được chưa? Người anh cũng là người con nuôi mừng rỡ. Dạ dạ bẩm quan, tôi không dám đòi hỏi gì hơn, xin chấp nhận. Từ đó người em trở về nhà cha mẹ, sớm hôm thờ phụng cha mẹ và chăm sóc ruộng đất của cha mẹ để lại, sống một đời sung túc.